Dạ vâng, xin chào mừng toàn thể các bác đã đến với kênh của Minh Vũ Radio. Các bác thân mến, các bác hãy nhấn đăng ký kênh để tiện theo dõi những video mới nhất được cập nhật hàng ngày. Ở clip ngày hôm nay thì em xin được giới thiệu đến mọi người về cái mẫu đẩy hai kênh thương hiệu của STV Đua, mã là M600. Đây là dòng máy LA nhé mọi người nhé. Đối với dòng máy LA thì cũng có rất là nhiều loại. Có con mặt sắt, có con mặt phay nhôm và những cái thương hiệu khác. Thương hiệu MUF, STV Đua, DK, nói chung là rất là nhiều những cái thương hiệu khác. Nhưng đối với cái dòng hàng thương hiệu thì cái chất lượng lúc nào nó cũng hơn hẳn những cái dòng khác. Đấy, như thương hiệu STV Đua này. Đấy, các bác để ý này, thương hiệu STV Đua này nó rất là nổi tiếng. Tất cả những mặt hàng của nó đều là hàng chất lượng cả. Và như đây thì em có tháo sẵn ra rồi để quay chi tiết cho các bác xem. Đối với mã M600 thì công suất của nó là 600 kênh. Về máy thì không có gì để bàn cãi. Nó quá là đẹp. Hàng bãi nhưng nói chung nó đẹp, xuất sắc. Các bạn nhìn dàn tụ của nó này. Đấy. Nó đẹp như thế này cơ mà. Toàn bộ tụ đều đóng số hết nhá. Đây. Con này thì nó chỉ có một tí bụi thôi. Đấy. Về sò chính thì nó là 2, 4, 6, 8, 10, 12, 24 sò. 24 sò máy bù áp. Đấy. Tính cả sò bù áp của nó là 28 sò nhé mọi người nhé. Đây, dàn thúc bù áp này. Các bác nhìn cái, những cái con dòng máy LA nó sẽ có dàn thúc ở đây. Đây, những con bù áp đây. Đối với cái dòng máy NA thì nó là dòng máy bền và cho ra cái chất âm nó hay các bạn ạ. Như con này thì các bác có thể đánh thoải mái hai cặp bát 30 nếu những dòng loa hãng các bác nhé. Các bác chơi những dòng loa xịn thì các bác không bao giờ ngại vấn đề là nó ăn công suất. Ở đây là mặt đằng sau của nó đấy. Để các bạn nhìn này. Made in PDSTE. Có nghĩa là nó được sản xuất tại Trung Quốc nha mọi người nhé. Con này thì nó quá quen thuộc rồi. Có nhiều bác cứ ngại vấn đề là hàng Trung Quốc. Hàng Trung Quốc thì nó cũng có rất là nhiều loại. Nhưng các bác cứ chơi những cái dòng hàng xịn thì lúc nào nó cũng rất là ok. Và có những cái mặt hàng hàng Trung Quốc đấy, nó rất là đắt. Nó cực kỳ đắt luôn, không phải ai cũng biết chơi. Thế nên những cái dòng đẩy này thì nó quen thuộc đến các bác rồi. Các bác chỉ cần search ở trên Google, trên YouTube thì nó ra tỉ tỉ các cái thông tin. Và rất là nhiều những đơn vị bán. Mình chỉ có lựa chọn cái đơn vị nào mà giá hợp lý nhất là mình chốt thôi. Các bạn. Máy zin đẹp nguyên bản nhé mọi người nhé. Giá là 4.200.000, giá bán tại cửa hàng. Các bác có nhu cầu mua hàng liên hệ trực tiếp với em qua số điện thoại 0976658815 hoặc 0925886889, địa chỉ tại khu Phương Ái, phường Cộng Hòa, Sao Đỏ, Chí Hải Dương. Xin cảm ơn toàn thể các bác đã quan tâm và theo dõi clip. Xin chào và gặp lại ạ.